Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục về như mẫu lòng xì DBX2231 để phục vụ các bác. Lần này về số lượng rất là nhiều em nhé. Số lượng về 100 chiếc. 100 chiếc lòng xì DBX2231. Hàng này thì quá ok rồi, chất âm rất là hay. Đó. Rồi, tất cả đều là hàng mới hết này. Tất cả hàng bóc hộp hết anh em nhé. Mở ra thì anh em thấy này, có dây nguồn em nhé. Dây nguồn và đây, sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, có rất là nhiều xốp được bọc bảo vệ rất là cẩn thận. Đó, đây là chiếc lòng xì DBX2231 này. Cái này nó dày tầm 3U em nhé. 3U 15cm. 15cm. Em cũng đang test một chiếc đây. Các bác có thể thấy chất âm nghe quá hay đúng không ạ? Giảm bass đi này. Mất bass, giảm chung rồi. Mất chung, giảm check rồi. Anh em thấy không? Rất là nhạy đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tăng bass lên nhé. Tăng bass này. Tăng tới đâu khác biệt tới đấy luôn. Tăng chung rồi. Tăng check rồi. Ok ạ. Tài. Anh em có thể thấy khi chúng ta mua lòng xì DBX2231 về, anh em ghép cho những cái bộ dàn karaoke nhà chúng ta thì nó sẽ làm tăng cái tiếng bass. Tăng cái tiếng bass, tiếng check của nhạc em nhé. Tăng lời ca, tiếng mic của chúng ta lên rất là hay. Và đặc biệt cái lòng xì DBX2231 này rất là dễ dàng sử dụng, ok chưa ạ? Đây là gai input đầu vào này, chỉnh âm lượng to nhỏ, ok chưa ạ? Đó. Rất là nhiều nút, ok chưa ạ? Bypass này, EQ bypass không sử dụng qua lọc xì này. Cái này chúng ta phải nhả ra anh em nhé. Đấy, ok chưa ạ? Lao cắt. Đấy, cắt đi âm trầm này, đăng cơ tăng tiếng trầm này. Đó. Tăng từ đâu khác biệt từ đấy luôn, nhả ra này. Ok chưa? Và với mẫu lọc xì DBX2231 này thì nó có rất là nhiều cần fader em nhé. Rất là nhiều cần equalizer để ra chỉnh 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 anh em nhé. Mỗi một kênh này nó là 3 mốc cần equalizer. Tổng cộng 2 kênh là 62 cần equalizer để cho anh em chỉnh, ok chưa? Và cái khoảng cách chúng ta chỉnh đâu là giải bass, đâu là giải chung, đâu là giải check thì rất đơn giản. Anh em chỉ cần nhìn vào đây. Đó, từng cần này nó sẽ hiển thị một cái từng giải một em nhé. Đây là 20 hẹp này. À, từ 20 hẹp đến về cuối này thì nó sẽ là 20k em nhé, 20 ký đây. Ok ạ. Thì từ 20 hẹp cho đến khoảng 200 thì khoảng này, khoảng 200 hẹp này nó sẽ là cái giải bass em nhé. Từ 200 hẹp này cho đến 2k này, 2 ký thì nó sẽ là cái giải chung, và từ 2 ký đổ về cuối này thì nó sẽ là cái giải check. Ok chưa? Anh em chỉnh kênh 1 thế nào thì chúng ta chỉnh kênh 2 như thế anh em nhé. Ok ạ, đây là em đang gạt xuống này để cho anh em dễ hình dung từng giải một nhá, giải bass, giải chung, giải check, ok ạ. Và bây giờ để chứng minh điều đó thì em sẽ tăng giảm lên, ok ạ, để các bác cùng nghe. Bây giờ em sẽ giảm bass này, giảm 3 cần đi, ok ạ, mất bass, giảm chung này, mất chung, ok ạ, và giảm check, mất check đúng không ạ? Đó, rất là nhạy nhá. Giờ sẽ tăng bass lên này. Ok chưa? Tăng chung rồi. Tăng check. Nghe tới đâu khác biệt tới đấy. Đúng là tăng tới đâu khác biệt tới đấy luôn. We'll be right back.
tập tốt chỉ có 2.150.000 đồng. Không những thế còn bao ship và tặng giấy tắc đầy đủ cho tất cả anh em. Thì các bác quan tâm đến những món lọc xì hay như này, gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới một cái video hàng về em nhé, lọc xì Davis 231 về. Thì các bác quan tâm đến những mẫu lọc xì hay thế này thì có thể liên hệ trực tiếp